Rồi mấy đứa lấy gạo hàm cái nha. G phải là nó ra được hai cái, một cái là ơi có một cái mà u phải là mất rồi. Vì cái này là ra f phải của x trừ 1 bằng 0 à. Đúng không? Rồi, f phải bằng 0, đọc đồ thị có mấy nghiệm? 3 nghiệm. Đồ thị được f phải 1 3 5. X trừ 1 bằng 1. X trừ 1 bằng 3. X trừ 1 bằng mấy? 5. Giải ra x bằng 2. X bằng 4. X bằng 6 là 7 biến thiên. Nếu mà xét dấu nhanh các em khỏi là 7 biến thiên đi. 2, 4, 6. Dương, âm, dương, âm. Đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên. Vậy là cực đại đến bằng mấy? 4. Ok.